Hello, chào mừng các bạn trở lại với kênh YouTube của Kiên Review. Hôm nay sẽ là một video Kiên nghĩ là chắc dành cho các bạn nữ nhiều hơn. Đó là một cái máy ép chậm. Con máy này thì được khá là nhiều các bạn nữ gửi cho Kiên các cái tin nhắn ở trên Facebook và có comment ở dưới YouTube. Nói là những con máy ép trái cây, máy ép chậm thì anh mà review thì sẽ nhận được nhiều cái lượt quan tâm lắm đó. Và Kiên cũng đã thử cái sản phẩm này về. Rồi, bây giờ Kiên sẽ cho các bạn xem cái sản phẩm này nhé. Đây là một con máy ép chậm có thương hiệu là thôi Kiên sẽ không nói đến cái thương hiệu đây. Đúng là cái thương hiệu này là thương hiệu của Trung Quốc thì phải. Kiên sẽ không nói đến thương hiệu. Nếu mà nó xài xịn, Kiên có để cái đường link ở trên cái phần mô tả video này cho các bạn xem nha. Kiên mua với giá là 1.214.000. Thực tế thì con này là 1.149.000, tức là 1.150.000 đây. Đó, con này Kiên ship về chỗ của Kiên thì hơi bị xa, địa điểm Kiên hơi bị xa nên nó tăng giá lên 60.000 tiền ship lận. Các bạn có thể lựa chọn cái shop, cái địa điểm gần mình để cân nhắc giá cả cho nó hợp lý nha. Đây các bạn, 1.214.500 này thấy không? Đó, nhưng mà thực tế giá nó 1.149.000 nha. Trên nó là một cái giấy hướng dẫn sử dụng và một mã cái để QR code này, hướng dẫn lắp đặt này nha. Đây nè, đó có cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng này, rồi cái để qua một bên. Đây một cái để mình vệ sinh này, cái bàn trà vệ sinh. Đó, đây nè, thấy chưa? Để cái nhấc nó ra nè. Wow. Đây là một cái ca hứng. Tiếp theo một cái gọi cái này, Kiên gọi là cái giống, nó giống như được hướng dẫn là cái phễu á, cái phễu để các bạn bỏ trái cây đồ các kiểu nó lọt vào trong này nè. Đây Kiên bỏ qua một bên rồi. Máy đây. Đây là cái trục xoắn ốc này để nó siết trái cây này. Đây là một cái thông tin các bạn mà không biết lắp gì đó, người ta có để cái số điện thoại liên lạc ở trên này luôn nè. Có cả video YouTube này rồi hướng dẫn cái cách lắp ở trên này luôn nè. Một cái tờ giấy nhìn phát là hiểu luôn. Còn nếu mà không hiểu nữa thì xem hết video của Kiên. Thực tế thì Kiên thấy là cái sản phẩm này nó tháo lắp cũng đơn giản đấy mà. Tại vì nói thật là Kiên cũng hay nghịch ngội phá phách tháo lắp. Ấy cái này là cái gọi là cái bộ đồ để mà nó lọc nước, là lọc cái bã của nó nha. Hai ống này là cái ống nước nè, nó sẽ cho nước chảy ra nè. Ống này là để cái bã nó chảy ra nè, nó đẩy bã ra nè. Đó, ở trên này cái này nó có cái đo dung tích luôn, 300ml này nọ luôn nè. Cái này đơn giản lắm. Rồi để qua bên xíu nữa lắp là Kiên hướng dẫn sau nha. Còn đây là một cái trục này là một trục xoắn ốc, nó khá là nặng nha. Ở đây là có cái khớp luôn nè, khớp này giống như là một con bù lông, nó đặt khớp vô luôn á. Đây là nó trục này, trục xoắn ốc để nó siết trái cây xuống dưới, nó siết xuống dưới và nó nghiền nát. Đây nè, trong này á nó là một cái giống như một cái phễu, nhưng mà nó được thiết kế những cái lưới thép này các bạn. Nó bảo là nó làm bằng inox, được giới thiệu làm bằng inox, nhưng mà nó đục lỗ các bạn thấy không, đục lỗ, nhưng mà ở trên những cái lỗ này nó có gờ này. Khi mà trái cây nó lọt vào trong này ấy, là nó bị lọt vào những cái lỗ li ti này, là nó siết và nó nát ra nè. Đó, nó khớp vào bên trong luôn, nó có răng của nó hết nha. Đó, rồi sau đó thì các bạn đặt lên cái khớp ở trên này nè. Đó, đấy các bạn thấy không, nó có cái khớp của nó luôn rồi nè, đặt cho nó lọt vào thôi. Đó, thấy chưa? Vậy là hoàn chỉnh rồi, rất là đơn giản nha. Còn đây là cái phễu của nó này các bạn, cái phễu của nó đây. Ở trên này nó có một cái nắp này, cái nắp này để các bạn tránh cái tình trạng này, nó làm vậy để làm gì, để các bạn tránh cái tình trạng mà tham quá, bỏ quá nhiều vào đây nè.
đó, nó bỏ này từng miếng vào cho nó lọt vô này, đó đẩy lại vậy và nó lọt vô này, thấy chưa, nó tuôn vô trong này, thấy chưa, đó mình không thích đó thì mình đóng nó lại, đó còn đây là cái cây để các bạn ép nó này, lỡ may mà nó kẹt 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 thì đấy các bạn ép nhẹ quá cho nó lọt xuống, đó, đó lắp cái này thì nó đơn giản nha, các bạn để ý cái khớp này nha, đấy các bạn đặt ở đây, nó phải lọt vô trong đây nha, lọt vô, đó đấy nha, nó lọt vô trong cái khe này. Đó, bạn đã kêu cái rắc, cái tách một phát á, là ok rồi đấy, là vô khớp rồi đó. Còn cái này là cái ca hứng. Đây, nó cho mình hai cái ca luôn nha. Đấy, một cái ca để hứng nước nè, một cái ca để hứng bã nè. Đó, nó cong cong, nó sát vào cái máy luôn. Đó, hai cái hai bên. Thì cái con máy này á, nó có công suất là 150W. Và nó nặng 4,8kg nha. 48kg. Kiên thì là đàn ông thì Kiên bưng cái máy này nó cũng bình thường thôi, đúng không? Xách vậy phát nè. Đó, xách khá là nhẹ nhưng mà nhiều chị em phụ nữ có khi thấy cái máy này lại là nặng đó. Thôi cũng không nói nhiều nữa, bây giờ Kiên sẽ test thử trên những cái sản phẩm trái cây, rau củ quả nha. Rồi. Thì hồi nãy giờ bây giờ Kiên mới chuẩn bị xong. Đây là cà rốt nè. Còn đây là táo nè. Đó, bây giờ Kiên sẽ xay hai cái loại rau củ và cái trái cây này nha. À, hồi nãy Kiên quên giới thiệu cái chức năng ở trên cái máy này, thực ra thì nó cũng không phải chức năng gì cả, nó đơn giản thôi nè, bật khởi động nó chạy nè, đó mà cái máy ép chậm này nó đi theo cái hình xoắn ốc như thế này ấy, nhiều khi nó bị kẹt á thì cái nút kế bên này mình bật á, đó nó tua ngược lại nha, cái này nó không giữ nha, nhấp thả này, đó nó tua ngược lại, xong mình tiếp tục bấm nó chạy lại như cũ. Bây giờ Kiên sẽ thử với cà rốt trước nha. Đó, thật sự là đây cũng là lần đầu tiên Kiên trải nghiệm cái máy ép chậm này nên cũng khá là hồi hộp luôn á. Rồi, miếng đầu tiên nè. Wow. Đó, thấy chưa, nước nó chảy ra nè. Cho miếng thứ hai này. Wow. Wow. Cái này là Kiên xay hai củ cà rốt nha. Sao mà nhìn nó ít nước quá ta. Đó, nước chảy bên này còn bã nó đùn ra bên này nha. Rồi, cuối cùng đã xong. Bây giờ xem thành quả nhá. Đó, đây các bạn thấy không? Hai củ cà rốt này hồi sáng Kiên mua nó tầm khoảng 300g á. Nó ra được chừng này đây. Công nhận là bã ra nhiều thật. Và nước thì được ít thôi, không được nhiều đâu. Để Kiên làm một húp thử xem nó ngon không. À, nó khá là ngang nha, khó uống. Cái này chắc cho chút đường nữa thì ngon. Mà cái nước này rất là dinh dưỡng nha. Cái này tôi nghĩ là bỏ cái bã này nấu cháo và cái nước này nấu cháo cho em bé là vẫn còn ngon nè. Mới đi rửa cái máy xong, vẫn còn dính một ít nước ở trên cái máy nè. Bây giờ tôi sẽ thử ép táo xem nha. Xem coi nó được nhiều nước không. Nó bị kẹt rồi nè, nó bị kẹt á, chạy rồi. Nếu bị kẹt thì các bạn quay cái lưới nó lại nè.
lên quay cái vòng tua lại thôi. Chạy tiếp. Ở cái chỗ này khá là hay nè. Nhà sản xuất nó hơi bị tâm lý, nó chuẩn bị ở đây nó một cái nút cao su này các bạn. Đó, khi nào các bạn cần di chuyển nó đóng lại nè, không nó bị chảy tung tóe ra bàn á, khá là tâm lý luôn đó. Đó, cho cái nút ra nè, đó là nó không bị chảy ra bàn hay là ra ghế gì đó. Đây là cái bã của táo nè, còn đây là nước của nó nè. Nước của nó thì Kiên cảm nhận là nó khá là đục và nhiều bọt. Để Kiên uống thử một miếng coi. Hơi chua chua, ngọt. Công nhận uống cái nước ép này nó ngon hơn ăn trái táo rất là nhiều luôn á. Dinh dưỡng không nè. Kiên cũng có mua thêm chuối, tính thử xem coi chuối nó ép như thế nào. Nhưng mà thôi, video đến đây cũng khá là dài rồi. Rồi, bây giờ Kiên sẽ có một chút nhận xét về cái sản phẩm máy ép chậm này. Kiên thấy nó ép khá là ổn. Nói là máy ép chậm mà thôi, nhưng thực tế thì nó ép cũng nhanh lắm nha. Và cái tên ép chậm có lẽ là Kiên nghĩ là nó có nhiều cái động tác, giống như là thả vào cho là cuốn, cho là bắt đầu nó mới đến cái khâu mà siết cho nó ra bã rồi nước nó chảy ra, nên người ta gọi là máy ép chậm. Còn để mà so sánh nó với những cái máy mà gọi là ép thường, máy ép thường các bạn ấn vô nó có cái lưỡi, cái mâm bào ở bên dưới á, cái máy ép nó. Thì để sắp tới kia sẽ làm một cái video so sánh giữa cái máy ép chậm và cái máy ép thường đấy, xem coi nó như thế nào nha. Chứ còn ở thời điểm hiện tại thì Kiên thấy là cái máy ép này xài khá là ổn. Kiên cũng chưa có cái vấn đề gì phải phàn nàn về nó cả. Ok, video của Kiên review về sản phẩm máy ép chậm đến đây cũng hết rồi. Các bạn cần Kiên review sản phẩm gì nhớ comment ở bên dưới luôn nha. Đừng quên, Kiên là một người chuyên mua hàng online và Kiên cũng sưu tập các cái mã giảm giá, những cái sản phẩm giảm giá cực sốc trong ngày, trong tháng, để mà gom vào sưu tập cho các bạn ở một cái nhóm Telegram, Kiên để link ở bên dưới nha. Các bạn nhớ truy cập vào để mà mua những sản phẩm mà giảm giá ưng ý nhất nha. Đừng quên bấm đăng ký kênh YouTube của Kiên và bật chuông thông báo luôn nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.